cung. Lên đất Bảo Hà nhắn ai, lên đất Bảo Hà nếm mùi phong nguyệt, đó là thần tiên. Trước sân đền trúc mọc thấp cao giữa đêm thanh, quan hoàng dạo cảnh chơi vườn đào. Trăng nghi sáng ba sao giữa trời đền Bảo Hà, là nơi thắng tích Bảo Hà là nơi thắng tích ông Bảy Hoàng, thực đích trung quân lúc sinh thời, sinh thời làm tướng trung thần. Thank you.
giá quan hoàng. Hôm nay phụng giá quan hoàng, đền thờ tinh khiết, hương đăng phụng thờ chân kinh có chữ Nam Mô. Có chữ Nam Mô chân kinh, có chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài ra ngự đồng phép, ngài được trí thần thông. Chuốc nhời huệ phong, chuốc chén ô long hội quỳnh tiên, chuốc chén trà ô long cô nâng bình ngọc. Các bạn tiền dâng ông bảy chén trà hiến thượng kim bàn trà ô long, hiến ly thượng kim bàn mẫu đơn long tình. Lúc thừa nhàn quan hoàng bảy hiến vui à. Ba chén khuyên mời hồng trà, ba chén khuyên mời thanh nghi hương mỹ vị ngọt bùi kỳ chân á chân á chân ngọt bùi kỳ chân. Chẳng phong sương ha chẳng nhàn, nung gan sành sắt luyện tiên đan. Sao chúc trời mây khói
kỳ cục thô canh đất nội hoàng. Tuệ nhật sáng soi lòng dũng kiệt cương thường nặng gánh giả sắt son. Được mùi phong nguyệt nước non non đi để mê cuộc tùy cuộc hồn xưa này. Phù Dung ơi nàng hiện đâu đây, dường như ngọn cỏ cành cây là đã hay còn đắm nguyệt say hoa. Mười hai cô tiên nữ trên bào hạ tiêm thuốc pha trà, giữa quan hoàng bày sơ nhân ai lên đất ý a hà bảo hà nên mùi phong nguyệt ý a đó là cảnh thân sáng u lưu phàn ở tiên cảnh thân tiên trên bảo hà ở tiên cảnh thân tiên trên hoa lá ý a ngân tần ngân, hoa đào nằm ngoài ý a mười phân
mười phần xa còn kém xa. Sáng u liêu phàn, ở xa còn kém xa mười phần. Ở xa còn kém xa mười phần. Trên cung trăng ai hẹn ý à, chờ ai chờ. Vì đồng hoàng đi châm lĩnh ý à, tình cờ ông bày gặp tiên. Sáng u liêu phàn, ở tiên ý là gặp tiên. Tình ý có lâng lâng rũ sạch ý à, nghìn ba nghìn. Một ngày đã là đệ tử ý à, là duyên ô mấy nhiều nợ nhiều. Sáng u liêu phàn, ở duyên thực là duyên nợ ý nhiều. Ở duyên thực là duyên nợ ý nhiều. Bây giờ sách ra xem, thấy bốn chữ đề đức nghi năng tương tuy. Tuy quan hoàng bày có say một tí với đời, khuyên ai giữ trọn đạo làm người. Đã đi lễ Phật lấy chữ Di Đà là hơn cả. Tấu qua quan Nam Tào cùng quan bắt đầu số trường sinh. Lão chép biên ai người tâm ni thật thảo hiền, tu nhân cùng là tích đức. Ông bảy chép biên cho rõ ràng, còn bao kẻ ngang tàng bao ngược chỉ hại người. Công nghi trước thời sau lỗi lầm có xác chi đâu, diệt môn thiên ngục giáng đầu hung tinh. Nói đời vời vợi ai mất chữ tâm, thời tội phải mang. Lưới trời bùa khắp bốn phương, hại nhân thì nhân hại, khó tìm đường thoát thân.
cầm cân này mực, ông lấy chữ tội chữ đức để mà cân. Này đừng có ai khoe trọn vẹn mười phần, chữ đức kia mà rơi mất ông bảy cầm cân sao cho bằng. Khuyên ai ông bảy, khuyên ai đừng trọng phú khinh bần, cây đức kia mà tươi tốt ông cho muôn phần vẻ vàng. Cùng đàn tiếng hát hôm nay hoàng độ cho các đệ tử phúc nghĩ dày lộc dư. Nghe ông bày ra, ông cho nước tiên tẩy hết bụi trần, thành nghi tao rồi lại mười phần các ghế được thanh tao. Chữ cương thường treo cao giá ngọc, chữ tam tòng tứ đức khuyên ghi, đệ tử con vọng bái tô quỳ bảo hà xin đức hoàng bảy người độ trì chứng minh. Tuyết trắng trăng trong, hoa thơm gió mát mượn cung đàn, câu hát hơi hồn thơ. Màn mắt hoàng không gian như hương đưa, như tuyết phủ như mây tan, chi bay bồng tâm thân phàm không nghĩ tới. Trong vũ trụ rộng không biên giới, giấc mơ màng chốn ấy bóng lai, cảnh u nhàn có tùng cúc trúc mai, nơi tịch mịch thú riêng hoàng thiệt thu. Nâng chén rượu ngẫm câu thơ cổ, hỏi trăng hồn lý đỗ vẫn vơ đây. Gió hiu hiu ngọt có cành cây, nâng cánh nhạn đuổi tầng mây đưa tiếng hạc. Trà điếu thuốc ông bày say cùng ai đây? Hoàng say đi gió về mây, say trăng say nước say hoa say người. Còn trời còn nước còn non, 12 các cô con tiêm thuốc
thì ông bảy còn say sưa. Xa tàu nếu mà vừa ý, ông bảy gật đầu vỗ gối bàn khen. Nàng tàu xứ móc tiêm nạm vàng, nàng ba dâng hộp thuốc ngang. Thế là vừa ý, ông bảy bảo hà trên đất sơn tâm. Nàng tư đốt đình ý a lư trầm, ngọn đèn cô khêu tỏ, tay cô cầm móc tiêm, cô nàng nằm dâng hộp bánh nguyên, kẹo xìu thuốc lá cảnh tiên ai sánh đi. Xuân dâng ông con ngựa xám, để hôm nay ông bảy đi chấm đồng, cô nàng bảy nảy khúc đàn thông. Cô nàng bảy nảy khúc đàn thông, đêm ngày cô hầu cận ở trong cung bảo hà, cô nàng tam dâng chiếc lược ngà, đôi tay cô chải chuốt, ông khen là cô khéo tay. Yêu điệu ai tày tiên cô nàng chín, yêu điệu ai tày, đêm ngày cô dâng một đôi giày vào hầu ông, cô nàng người thắt dài đai hồng. Cánh ba giờ tí xách chiếc đèn lồng cô bước ra, tiên cô người một cô quạt nước pha trà, âm tiêm bình nghi ngọc đôi tay ngà dâng nghi ông. Cô 12 múa lượn bài bông, 12 các cô tiên nữ hầu giá đôi bên ông rõ ràng. Thổ mãn hội đồng lệnh ông bảy sai, thổ mãn hội đồng phục minh đón rước rước ông bảy hoàng về đất bảo hà sơn thánh gia hội.